Mua máy mới 100% chưa kích hoạt, giờ dùng được có mấy tháng mới sạc có 90 lần đi nhá. Pin vẫn 100%, mang sang bên em để trade in thì mới ngớ người luôn này. Anh em biết đấy, bên em thì rất hay quay lại những cái trường hợp thực tế nên là bắt gặp rất nhiều trường hợp hy hữu. Cụ thể như con này, kể cả khách có khẳng định là mua máy mới 100% chưa động chạm gì, pin vẫn 100% thì bên em vẫn phải bóc ra để kiểm tra bên trong. Đến em còn chả tin 100% vào bản thân mình nữa là tin người khác. Cái gì ấy thì cũng phải chắc cú. Và đương nhiên ấy thì phải có sự đồng ý của khách thì em mới mở nhá. Con này ban đầu ấy thì cũng chẳng có tem ốc gì cả. Kỹ thuật cũng hỏi chắc chắn là anh có đồng ý bóc máy không, vì phải bóc máy em mới chắc chắn được là máy còn zin hay không. Thì đương nhiên là anh ấy mua máy mới mà, nên là rất tự tin về con máy của mình và đồng ý mở. Thì con 15 Plus này ấy là phải mở hai mặt anh em nhé. Đằng trước này thì chỉ xem được màn camera Face ID thôi, thì bên trong mặt trước ấy là ok hết nhá, không vấn đề gì cả. Ok, tiếp đến là mở kiểm tra mặt sau. Mặt sau này ấy thì cực kỳ quan trọng, bởi vì là main, mủng, pin, lưng các thứ nằm ở đằng sau này hết. Thì đây nhá, máy new của anh em đây. Ơ, con này sửa rồi bạn ơi. Đây, main mủng bẩn hết đây này. Nói thật ý, thì bên em cũng chả muốn động chạm gì đến anh em cùng nghề đâu. Nhưng mà như này ý, thì tội cho khách quá. Mua máy new trần ý, thì cũng đã chấp nhận là đắt hơn 1-2 củ rồi. Mà khách hàng thì cũng biết gì đâu, đặt trọn niềm tin vào người bán, vào cửa hàng. Mà cửa hàng làm quả như này là không được. Đấy là trường hợp là cửa hàng làm ăn vớ vẩn. Còn cái trường hợp mà khách mang đi sửa thì em cũng chẳng biết được, bởi vì con này tem ngoài cũng không có mà tem trong cũng không có. Mặc kể có tem ngoài, anh em mang đi sang cửa hàng khác để đổi máy mà bóc ra như này thì nói chung là anh em xác định là mất bảo hành. Trừ cái trường hợp là anh em quay video lại ngay từ đầu cái lúc mà còn tem ốc đít ấy. Còn cái con máy này ấy là sửa rồi, vân tay xung quanh cũng rất nhiều. Em thì chỉ nhận thanh lý hộ để chơi in thôi, mà đã thanh lý hộ thì là xác định lỗ nhiều anh em nhé. Nói chung anh em đi mua máy ấy, nên tìm hiểu kỹ và chọn cửa hàng thật sự uy tín, chính sách hậu mãi rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho anh em.